Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết tại thành phố Hải Phòng trong những ngày vừa qua nhiệt độ tương đối ổn định. Tuy nhiên đến trưa chiều nay chúng ta đã cảm nhận sự thay đổi rõ rệt về sự chênh lệch nhiệt độ khi hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ giảm khá sâu từ 4 đến 5 độ so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 17 đến 18 độ. Sang ngày mai tại trung tâm thành phố và các khu vực lân cận, đêm có mưa nhỏ, ngày không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ phổ biến từ 11 đến 16 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Riêng tại khu vực đầu sơn, quần đảo Cát Bà và huyện đảo Bạch Long Vĩ không có mưa và nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 2 độ. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước. Hiện nay bộ phận không khí lạnh tràn xuống phía Bắc tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Bắc Bộ. Bắc và Trung Trung Bộ, nên ngày mai tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, đêm sẽ có mưa, mưa rào, trời rét đậm, vùng núi rét hại, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ giao động từ 10 đến 19 độ, có nơi dưới 3 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Điều kiện thời tiết khắc kiệt này có khả năng tác động xấu đến sức khỏe. Quý vị cần có các biện pháp bảo vệ cơ thể, đồng thời chủ động che chắn cho vật nuôi và cây trồng. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 23 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, trời rét, nhiệt độ giao động từ 14 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, trời lạnh, nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Quý vị thân mến, sáng nay, đỉnh núi Phan Xipang, tóc nhà của Đông Dương đã xuất hiện trận mưa tuyết đầu mùa phủ trắng. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm có ở Việt Nam. Theo dự báo, mưa tuyết sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Đây chính là thời điểm đẹp nhất ở Sapa trong năm. Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, điểm xuyết sắc hồng của hoa đào chớm nở, đẹp đến ngỡ ngàng, chắc chắn sẽ khiến quý vị vô cùng thích thú. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác như lạc vào cõi thần tiên huyền ảo, không kém phần lãng mạn của tiết trắng. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Còn bây giờ theo thường lệ của bản tin sẽ là thông tin thời tiết 3 ngày tiếp theo tại thành phố Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.